kính thưa toàn quý vị thân khách kính mến, từ thần hệ Sơn thân mến, và trên sân khấu của chúng tôi đã đầy đủ những nhân vật quan trọng của buổi lễ ngày hôm nay, và đề nghị quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Vâng, kính thưa toàn quý vị, và sau đây cho phép Thế Duy xin được giới thiệu về thành phần hai bên gia đình. Về phán đoàn đàn trai, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lò Văn Đức và bà Lèo Thị Hương là thân sinh của chú rể sẽ bước lên một bước để cúi chào toàn thể quý vị. Về phái đoàn hòa nhạc gái, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lò Văn Tươi và bà Lò Thị Quân là thân sinh của cô dâu sẽ bước lên một bước để cúi chào toàn thể sư đoàn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và chính giữa là chủ nhân đôi cánh thiệp hồng, chú rể anh Duy, cô dâu Thu Hồng sẽ bước lên một bước để cúi chào toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa toàn quý vị, hôm nay đây ngày đẹp tháng lành để cho hai bạn nở cành vượt đào hoa. Trải qua bao ngày tháng trăng đẹp, đôi bạn trẻ đã thì thầm to nhỏ bên nhau, và chú rể anh Duy có nói với cô dâu Thu Hồng rằng: "Em à, nếu em là ánh trăng rằm, anh sẽ gửi làm cây đa và chuối quế. Và hỡi em thân yêu nhỏ bé yêu kiều, chỉ cần em nói lửa lời yêu thôi, anh sẽ ra từ vùng trời sa mạc hẻo lánh xa xôi và hỏi rằng còn lửa nào có thể đốt cháy được trái tim tình yêu." Vâng, kính thưa tất cả quý vị, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Bởi vậy tình hoa bạn đẹp và rộng hơn dòng sông Nguyễn Hải, thắm và dài hơn dải Trường Sơn. Đôi bạn đến bên nhau bằng một tình yêu chân lý, quý nhau trên tình thương, với những bước đường lao động và học tập, để rồi đôi bạn đã về thưa với mẹ cha, bước đầu giảng ngõ đặt câu, để rồi hôm nay đám cưới mới thật đậm sâu nghĩa tình. Và hôm nay được sự nhất trí của đôi bên gia đình, của chính quyền địa phương và được pháp luật công nhận, đôi bạn đã chọn tháng chọn ngày và chọn đúng vào ngày hôm nay. Và đôi bạn được chính quyền đăng ký trước bàn nên duyên vợ chồng, và những gì ao ước chờ mong hôm nay thành vợ thành chồng rồi đây. Ông bà cha mẹ hôm nay hòa mẹ bàn mừng tay cho mình cuộc sống hạnh phúc gia đình, đôi bên cha mẹ sinh thành được ta cũng là duyên số thuận hòa, ông thơ bà nguyện để mà xa duyên. Và trong ngày vui ngập tràn hạnh phúc hôm nay, chú rể anh Duy có nói với cô dâu Thu Hồng rằng: "Đôi ta kết tóc xe tơ, nguyện lời ước hẹn bên nhau suốt đời." Và giây phút ở đây, những người làm chương trình chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc đôi bạn trẻ chính thức được bắt đầu. Thưa quý vị, hoa đến thì hoa phải nở, mà lúa đến thì lúa phải trổ bông, mà đầu đầy đò phải sang sông, đến duyên em phải lấy chồng rồi đây. Đôi bên cha mẹ bắt cầu, tình của hai bạn sẽ bắt đầu từ đây. Đôi bạn sẽ chính thức chung chăn chung chiếu từ đêm nay, chung cha chung mẹ chung ly rượu đầy, chung con đường nhỏ về nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung âu. Và tình của hai bạn sẽ đẹp như ánh mây hồng, và đẹp tựa như ánh đèn lồng sáng đôi. Ăn chầu phải nhớ tới tôi, khe đai đồng nấu cho với tôi mặn mà, cuối cùng phát biểu gần là để cho hai họ thuận hòa đôi bên. Sau đây sẽ được trân trọng và kính mời ông Lò Văn Lạ là đại diện cho phái đoàn họ nhà trai có đôi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời ông. Alo. Vâng, tôi thì cũng rất vinh dự, tức là được cô chú, tức là Đức Hương, tức là ủy quyền cho để phát biểu đôi lời với lại các ông các bà. Vâng, xin được thưa các ông và các bà và các bạn của hai cháu, thì báo cáo với toàn thể hội nghị hôm nay là thời gian vừa rồi các con các cháu cũng đã hai cháu chúng tôi cũng đã có thời gian để tìm hiểu nhau, và cũng đã đến cái phần hồi kết để thề non hội thề non hẹn biển với nhau, và hai đứa đã có cái quyết định là xây dựng tổ ấm gia đình của mình. Và được cái ý kiến đấy thì hai gia đình nội ngoại chúng tôi đã tiến hành chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho hai con. Và trước hết là tôi cũng xin thay mặt cho đại diện cho cả hai gia đình được chúc phúc trăm năm cho hai con, trăm năm hạnh phúc, và xin được
thay mặt gia đình cảm ơn các quý ông quý bà và các cháu đã đến để chúc phúc cho hai con chúng tôi, và cũng xin sang năm mới cũng xin chúc toàn thể công các bà có sức khỏe mới và an khang thịnh vượng, và xin chân thành cảm ơn, xin hết ạ. Sau đây xin được trân trọng cảm ơn ông. Và nối tiếp trình sau đây xin mời ông Lò Văn Mợ là đại diện cho phái đoàn Hòn Đảo Gái có đôi lời phát biểu để gửi tới toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Hỏi đại diện ở xem nhóm tăng ở tại hôm nay xem nhóm đu tàu chúng khỏi diệt kim tai bản tai khoáng điểm chung chung nhớ đu làm chúng khỏi nhớ hôm pun hôm pan bay khám má sai là mặc men cắn cam cắn xem nhóm đu tàu đu làm chúng khỏi cái nhóm dân hoặc tổ chức mình đi xem nhóm phú gia tà nay xóm phá chúng khỏi cái tháng hai lại mười đi bên trăm mười sáu bên post tổ chức họ đu họ làm chúng khỏi khỏi là diện hở chúng ta sáng nay mà tài làng năm đấy đu tàu đu làm hoặc thương hoặc giảo hoặc cú hoặc ra thứ nhất khỏi sao chúc khỏi nhóm cú nhóm ra chỉ ao bên đi pi máu diệt sang đi lại cay sang đi pin ao đu ao tảo mắc kín mắc diệt mắc kín xuống hơn chuối giảo lại sang lại con xí mí sang mí con phân con tan lớn cam đính mắc sòn khẩu năm đính mắc còng sòng má khỏi sụt chúc khẩu sông nó ấm à nhóm lâu nhóm po nhóm mê má cho muôn kín cưới hạnh phúc nhóm đu nhóm tan chúc khỏi phao cỏ con hảo con ăn xa má khỏi sao chúc khẩu sang nhóm đối phố mí đu làm chúc khỏi áo cắn mới dệt mới kín số ả số em số cú số ra áo con hảo con hăn con xiềng con sang dệt sang đi lại cay sang đi pin khẩu ma ma tư khai mã ca man ngưỡng cam đính mà sòn khẩu nằm đính mà còn bên lối xương đối biết cẩu con lục nhá bái bên lối xương đối cái cẩu con đực bó gì à bên đối phủ mía bá xào bá hàng bá hàng mi đù mi tẩu mi nó gấp mi ta gấp cần phải sang nhóm cú nhóm ra nhóm ta xuống nãy xuống khỏi mi tăng bảy tăng ma tăng khuyển tăng lông mới nào với xuống có tun xà má khỏi cho chú khẩu trước nhóm ản không đau không ma tổ chức kín cưới hảo đu hảo làm cho muôn bữa tiệc bữa cưới mình đi hảo đu hảo làm chống khỏi cao căn hảo căn hành chôm chung bò chung mẹ áo căn kín thở mắn chạp sốt chạp bá hở nhóm phú nhóm già nhóm tà nhóm nai chung khỏi để giòn cảm ơn muốn hảo bữa sút bữa tuôn nữa chụp phủ chụp cô nữa nào. Sở vâng xin được trân trọng cảm ơn hai ông. Lời của hai ông như mật như hoa, thơm như hương lúa tỏa ra khắp một trường. Một nữa cho phép cháu được gửi tới hai ông lời kính chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, kính vâng, xin được xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng tiến đến bàn tóc đi. Để vòng tay trong tay rất siêu khai tiệc buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Tình yêu luôn luôn bình an, đồng thời sẽ có điểm trong cuộc sống hạnh phúc mai sau. Tháp ly biểu trưng cho ngôi ngôi nhà hạnh phúc ấm êm của đời người. Mỗi một tầng ly biểu trưng cho một phút mà của tình yêu. Diệu hồng kết nghĩa phù thủy, tình trao đồng thắm duyên thề với nhau. Cùng chân mình bước đến mai sau, thủy chung son sắt bên nhau trọn đời. Vâng, quý vị đã được chứng kiến cô dâu chú rể đan tay trong tay. Những ly rượu đầu tiên của cuộc sống vợ chồng cùng nhau làm những công việc nhỏ nhất để nhân lên và nhận hạnh phúc của mình. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy nâng ly rượu lên để kính chào kính mời, thay cho lời cảm ơn ân nghĩa sinh thành dưỡng dục, xin được trân trọng kính mời. Chúng ta hãy mời rượu bố mẹ hai bên gia đình. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy xếp tiền ly rượu của mình ạ. Hãy xếp tiền ly rượu của mình ạ. Thế thì để chúc phúc cho đời những người trăm năm hạnh phúc. Và xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng đi nhau để tình không gian thì thắt chặt thể tâm. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa tất cả quý vị. Một lần nữa thay lời cho gia đình cũng là lời cho chú rể cô dâu. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình trở về đây là minh chứng và chúc phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta chung buổi trưa ngày hôm nay.
sự gì quý vị đã giúp cho khán phòng cưới hôn trường cưới chúng tôi thêm ấm áp hơn. Một nước xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị có một bữa tiệc thật vui vẻ và ngon miệng. Xin được trân trọng cảm ơn. Và sau đây xin mời hai bên gì cùng cô dâu chú rể chúng ta trở xuống nước bạn tuyệt mời rượu và cảm ơn toàn thể quý vị quan khách. Xin được trân trọng quý mời. Thưa quý vị, tất cả quý vị để chúc phúc cho đôi lứa được trăm năm hạnh phúc. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc được mang tên Hoa Hồ Núi do nước sông trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.